Lẩu đà điểu nhá. Đấy, đây là thịt đà điểu này. Đấy, đấy đây là mề đà điểu này. Đấy, ngon chưa? Đấy. Còn trong này là nồi lẩu giò đà điểu này. Đấy. Wow. Đấy, giò đà điểu cắt vào này. Nó nổi. Nó phồng. Đấy, các loại rau này. Rau sống này. Nấm này. Rau cải này ngọt này, rau cải cực ngọt luôn nhé. Điểm đặc biệt của món rau hôm nay đấy là những cái rau rau rền cơm. Đấy, rau rền cơm nhá. Rau rền cơm này. Có rền cơm ngon quá. Rền cơm này quá ngon luôn này. Thấy không? Bố con đang tắt. Rền cơm quá ngon luôn này. Rau rền cơm này.